Chào các bạn nha, mình vừa làm xong chiếc xe Future FI độ một cái bóng X10 Pro Max các bạn ha. Đây là bóng Future FI có cái đường rãnh giữa nha các bạn nha. Thì với một những chiếc xe mà có đường rãnh giữa như thế này á, cái pha có đường rãnh giữa thế này thì không phải độ bóng nào cũng độ sáng ra chuẩn nha các bạn. Đó, như Future FI nè, rồi Jupiter FI nè, rồi Novo đó các bạn, Novo 4 đó các bạn. Nó có đường rãnh giữa thì mình phải lắp bóng bóng này nó vừa rẻ. Đó, vừa rẻ mà độ sáng cực kỳ cho ra tốt. Rồi giờ mình sẽ mở đèn các bạn xem nha. Rồi. Đó, chế độ code các bạn thấy không? Ok không? Độ code nè. Đó, đường cắt rất là đẹp ha. Rồi, mở pha mạnh luôn em, mở pha mạnh luôn. Đó, ok pha nè các bạn. Đó, code em. Đó, các bạn nhìn tới đồng hồ nha. Đó, đây là video thực tế ha. Rồi pha em. Rồi ok, bắt xin luôn. Nó nhấn ở dưới em. Rồi bắt xin nè. Đó, bắt xin rồi các bạn. Ok không? Bắt xin nè, cực kỳ tốt luôn ha. Quá trí tốt luôn các bạn thấy không? Đó, bắt xin nè. Rồi mở code nè các bạn. Đường cắt rất là rõ ràng các bạn ha. Đường cắt rất là rõ ràng luôn. Rồi mở pha nè. Đó, code pha nè, ok ha. Tuyệt vời ha các bạn. Rồi bắt xin nè. Khi mở đèn bắt xin nè các bạn. Tuyệt vời. Rồi. Đó, đây là bóng X10 Pro Max hiện tại đang là mới nhất nha các bạn. Dòng X10 đời cũ thì cái bóng sẽ là màu đỏ và cái hộp sẽ màu đỏ các bạn. Dòng sau này á thì nó sẽ là hộp màu đen và cái bóng sẽ màu đen nha các bạn nha. Con ốc chỉnh ở đây cũng là ốc lục giác luôn các bạn.